Cô Bin, con sao vậy? Em bị sao vậy? Sao con khóc vậy con? Hả? Thôi, gì vậy con? Bỏ con ở nhà một mình con sợ đúng không? Lên đi ngồi với cô nha. Không sao, không sao. Con đừng sợ nữa nha. Con sợ con về, bỏ rơi con, giống mẹ con. Con dễ thương như vậy, làm sao mà cô bỏ rơi con được? Mà mẹ của con cũng không có bỏ rơi con đâu. Tại bây giờ mẹ đang bệnh. Khi nào mẹ hết bệnh á thì mẹ sẽ về với con ha. Con đừng có lo. Ủa, mẹ của cô Bin bệnh sao vậy con? Dạ, con cũng biết nữa. Mà bà nội hỏi ba Đồng á. Ừ, sao lại hỏi ba Đồng? Tại vì á, ba Đồng là bạn của cô đó. Ba con? Dạ. Là bạn của mẹ cô Bin hả? Dạ. Dạ mẹ, tụi con là bạn của nhau hết mà mẹ. Thôi, hai đứa con vô phòng chơi đi. Dạ. Con mẹ, mẹ ngồi nghỉ nha. Con xin phép vô phòng nha. Alo, bác sĩ Thu à, có chuyện gì hả bác sĩ? Hiện giờ cô ổn rồi, nhưng tôi e là anh phải vô chuyện gấp, đừng để cô ấy một mình. Có chuyện gì với cổ à? Không, anh đừng lo lắng quá. Cổ đang ngủ rồi, nhưng anh phải thu xếp để lúc nào cũng có người ở bên cạnh cổ. Dạ cảm ơn bác sĩ. Bây giờ tôi sẽ tới liền. Dạ. Con đứng lên cho mẹ coi coi. Thế này con vẽ được 10 điểm. Bây giờ rách rồi mẹ. Con vẽ hình gia đình mình mà con lỡ té làm rách ba ra rồi. Đây, đưa mẹ coi. Rách ba ra rồi. Không sao đâu. Tí nữa mẹ sẽ dán lại cho con ha. Mẹ, con chim nó bay ra kìa. Chết rồi. Mẹ, con chim trống nó bay rồi kìa mẹ. Diệp ơi, Diệp ơi, Diệp. Cô y tá, cho tôi hỏi một chút. Cho hỏi anh? Có thấy một bệnh nhân nữ ở trong phòng đó đâu không? Dạ tôi không biết. Cảm ơn cô. ngồi ở đây mà làm anh đi kiếm em từ nãy giờ, em có biết không? Sao vậy? Anh nghĩ em đi đâu? Hay là nghĩ em đi tự tử? Em đừng có như vậy nữa mà. Em làm anh sợ rồi đó. Nếu em mà có chuyện gì, anh không biết phải làm sao nữa. Nè Nhiên, sao bữa nay mẹ thấy con ăn uống có vẻ không có ngon miệng vậy? Con mệt hả? Dạ. À, đừng có nói với mẹ là con đang ốm nghén nha. Dạ. Mẹ vừa nói cái gì vậy? Bé nà nó lớn rồi, bây giờ cũng tới lúc phải cho nó một đứa em, cho nó có chị có em mới vui được. Chuyện vui vậy mà hai đứa không đứa nào nói cho mẹ nghe hết trơn à. Mẹ, bộ chồng của con không nói cho mẹ biết hả? Là con không thể sinh con được nữa sao mẹ? Con nói cái gì vậy? Dạ, con bị u, cắt bỏ hết tử cung rồi mà mẹ. Hèn chi hồi đó ảnh nói là ảnh sẽ tự chăm sóc cho con sau khi phẫu thuật xong, để không làm phiền mẹ. Thì ra là... Trời ơi, như vậy là nó có ý giấu mẹ rồi. Cái thằng thiệt tình. Hai đứa con ăn xong chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Vô phòng chơi đi con. Dạ, dạ. Mẹ, con xin lỗi mẹ, vì con không thể sinh cho mẹ đứa cháu đích tôn. Con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Con nói cái gì kỳ vậy? Cái đó là do bệnh tật chứ đâu phải là do con muốn đâu. Mẹ, con nghĩ rồi mẹ. Con sẽ giải thoát cho anh Đồng, rồi anh sẽ có vợ mới, anh sẽ có thêm con khác. Nếu như mà tụi con có bỏ nhau thì mẹ cũng đừng buồn nha mẹ. Con nói cái gì kỳ cục vậy? Con không có được nghĩ quẩn như vậy. Không sinh được nữa thì thôi, miễn là hai đứa sống với nhau hạnh phúc là mẹ vui rồi. Mẹ đâu có đòi hỏi gì đâu. Nhưng mà mẹ... Thôi, có cái gì đâu mà khóc con. Con cái là của trời cho, không phải do mình. Miễn là các con vui vẻ khỏe mạnh như vậy là mẹ mừng rồi. Nghe lời mẹ, không có được nghĩ bậy nữa nghe chưa? Con có hứa với mẹ không? Dạ. Anh Phú với anh Trường gửi cho em. Mai mốt tha hồ lướt web luôn. Sẵn anh có ghé qua nhà lấy chút quần áo để cho em. Tuần sau bác sĩ nói là em khỏe lại rồi nên được đi ra ngoài hít thở không khí cho nó thoải mái. Đi ra ngoài để làm gì với cái tâm trạng này? Em chẳng muốn đi đâu hết. Sao em lại bi quan như vậy? Bây giờ đi theo anh ra ngoài, anh cho em coi Cái chị nằm ở phòng bên cạnh á, chỉ bị chặt cục 2 cái chân mà vẫn vui vẻ hát líu lo suốt cả ngày. Đi, để anh đưa em đi. Kệ người ta, em không quan tâm. Em cứ như vậy hoài thì biết chừng nào em mới khỏe để về nhà. Em phải nghĩ tới cô Bin và anh nữa, còn phải đi làm. Thì anh đi về đi, ai có cấm anh đi làm mà anh tới đây anh than. Sao tự nhiên em lại quạo? Đang vui vẻ mà. Anh đi cả 100 cây số mới tới được đây với em. Vậy mới nói anh đi về đi, anh đừng có lo cho em nữa. Anh hiểu cảm giác của em. Anh cũng biết là em không dễ dàng gì vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng mà em cũng phải lạc quan lên chứ. Nếu em không vì bản thân mình thì vì anh, vì cô Bin. Anh tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà. Em xin lỗi. Sao không anh? Ôi, chết rồi, Bân bị sao vậy? Chị đâu kêu mẹ nó ra đi. Để em đưa đi bệnh viện nha. Bà Đô ơi, bà Đô, bà Đô ơi, bà đá con Bân bị xe đụng kìa. Ơi ơi, có sao không Bân? Chết rồi, tay chân bị cháy hết trơn Bân nè. Sao vậy con hả? Con có bị đau cái đầu không? Có bị đau cái ngực không con? Tay chân con bị đau chỗ nào con nói cho mẹ biết đi. Chạy kìa. Trời ơi, kìa máu quá trời, con đau ở đây hả con? Ôi trời đất ơi. Thôi được rồi. Cũng hơi là không tới nỗi sao cho con nghe. Cậu ơi, nó bị té sao vậy cậu? Dạ, anh chạy ra đường gấp quá, con né không kịp á cô. Nó có bị đập cái đầu xuống đất không? Dạ không cô, chạy tay chạy chân sơ à cô. Trời ơi, vậy là yên tâm rồi. Cậu ơi, mà cậu có bị gì không? Dạ con không sao. Tôi xin lỗi cậu nha. Dạ không sao. Lên đi, mẹ biết rồi, mẹ rồi. Giờ vô nhà sức thuốc nghe con. Không, đứng dậy đi con. Không chịu đâu. Sao vậy con? Đi vô. Trời chấm mà. Đúng rồi con. Chăm nào vậy? Chăm vợ nó. Thôi được rồi, để mẹ gọi cho vợ con nghe. Trời, coi vậy mà cái thằng nó khôn ghê á. Cậu ơi, làm phiền cậu đỡ nó phụ tôi nghe. Dạ. Đỡ lên đi cậu. Đi vô nhà con. Đứng lên con. Rồi, để mẹ gọi cho vợ con nghe. Được rồi. Không sao. Bân chỉ đau chút xíu thôi. Mẹ thương Bân nhiều nghe. Không sao rồi. Đi vô. Cảm ơn hai chị nghe. Gọi vợ chồng đi. Đi vô nhà rồi mẹ gọi cho vợ con. Đi vô nhà mẹ xúc thuốc cho con rồi mẹ sẽ gọi cho vợ con nha. Rồi. Thương. Ngoan. Trời ơi, đẹp quá ha con ha. Dạ. Mẹ đâu có ngờ là con có thể trồng cây mà không có đụng đất như vậy nè. Dạ mẹ. Ở đây tụi con trồng theo phương pháp mới. Cái này á gọi là rau sạch đó mẹ. Tụi con trồng rau mà không có sử dụng bất cứ một loại thuốc công nghiệp nào hết đó mẹ. Đó, phải như vậy chứ. Thời buổi này á hả, ăn uống toàn là bị chất độc với lại hóa chất không à. Con mà làm được vậy á, mẹ ủng hộ con đó. Bởi vậy á, con dâu của mẹ đâu có làm giàu được. Làm giàu mà trên sức khỏe, trên xương máu của người ta làm giàu vậy chi con. Mình mà làm như vậy á, mai mốt á, rồi cái cũng bị người ta đầu độc lại à. Con nói vậy thôi chứ con cũng đâu có muốn làm giàu kiểu đó đâu mẹ. Mẹ biết không, 2 tháng nay cái vườn cà chua của con á, nó bị còi cọc rồi bị sâu ăn hết trơn à. Mà bây giờ nếu con từ chối cung cấp cái loại này á, thì cái hợp đồng trước đây của con với họ để cung cấp rau thơm á, cũng bị cắt luôn. Thật sự là mẹ cũng không hiểu lắm về cái phương pháp trồng trọt hữu cơ gì đó của con. Nhưng mà nếu mình không có cho một cái thứ thuốc tăng trưởng nào á, thì mình cũng phải làm màu cho đất. Rồi nếu mà mình không có phun thuốc trừ sâu á, thì mình cũng phải bắt sâu hàng ngày. Đừng có lơ là một ngày nào mới được. Dạ, con vẫn áp dụng cách đó mà mẹ. Nhưng mà đúng là dạo gần đây á, con không có sâu sát được. Đó, con thấy chưa? Cái cây à, nó cũng giống như con người vậy đó. Con phải chăm sóc nó thường xuyên. Mẹ nói điều này, con đừng có giận mẹ nha. Mẹ coi con như là con gái của mẹ, nên mẹ mới nói đó. Mẹ thấy từ cái ngày mà sinh bé Na tới bây giờ đó, con không có chịu chăm sóc bản thân mình như trước nữa. Đành rằng đàn bà con gái, cho dù có giản dị cách mấy nhưng mình cũng phải biết cách làm đẹp. Đừng có nghĩ là mình có chồng có con rồi á thì mình muốn ăn bận sao cũng được. Dạ, ngay cả hôn nhân cũng vậy. Đừng có nghĩ là lấy nhau rồi á là mình sống sao cũng được hết. Tình yêu đâu có tự tồn tại hay là tự nó lớn lên được, mà mình phải chăm sóc vun vén nó, không lơ là một giây phút nào. Mà mẹ thấy dạo này tụi con sao sao á, có bận bịu gì đấy nữa thì cũng phải dành thời gian cho nhau, quan tâm tới nhau một chút. Vợ chồng gì mà gặp nhau một cái lơ là lạ như là người không quen biết vậy đó, kỳ lắm. Dạ, không có gì đâu mẹ, tụi con vẫn bình thường mà. Mẹ cứ yên tâm, giữ gìn sức khỏe đi, là tụi con vui rồi. Tụi con khỏi lo cho mẹ. Mẹ già rồi bây giờ có bệnh có khỏe gì nó cũng không sao. Chứ còn tụi con á, còn một quãng đường dài ở phía trước. Thương nhau là tốt, nhưng mà phải biết nuôi dưỡng cái tình yêu thương đó thì cái cây đời mới tươi tốt được đó con. Nghe? Dạ, con biết rồi mẹ. Em biết không, cô Bin rất là ngoan, lễ phép và biết nghe lời nữa. Tự giác ăn hết 2 chén cơm, rồi còn biết tự vệ sinh cá nhân cho mình nữa. Xong rồi còn biết giúp cho bé Na thu dọn gọn gàng đồ chơi nữa. Hai đứa nhỏ chơi với nhau vui lắm. À, bé Na có đôi lúc hơi chảnh chọe với cô Bin, nhưng mà cũng biết nghe lời cô Nhiên lắm, nhường nhịn em. Mẹ của anh cũng phải bất ngờ nữa, nói bé Na ra dáng chị hai lắm. Cái gì? Mẹ anh đó hả? Mẹ lên thành phố hồi nào? Sao mà anh không nói cho em biết gì hết trơn vậy? Nói cho em biết để làm gì? Nè, em ngồi xuống đi. Mẹ lên rồi mẹ cũng về thôi. Em yên tâm đi, Nhiên không có nói gì cho mẹ biết đâu. Vậy là mẹ anh vẫn còn đang ở nhà anh hả? Không được rồi. Anh nói anh Trường á, đi đón cô Bin liền đi, rồi hả mà anh chở lên đây cho em. Chứ ở nhà nguy hiểm lắm, lỡ á cô Bin nó nói gì sao mà lường trước được hả? Mai mẹ của anh về quê rồi, không có sao đâu. Em có nhớ cô Bin á thì anh chở thằng nhỏ lên đây cho em gặp. Em đương nhiên là phải nhớ cô Bin rồi, nhưng mà em không muốn cho cô Bin biết em bị như vậy đâu.